Nay chúng ta sẽ chiến 5 giờ 15 phút sáng sớm luyện não. Hôm nay chúng ta sẽ là đề thực chiến 8 cộng đề số 01. Các bạn cùng comment đáp án cùng thầy nhá. Chiến đấu thôi. Câu số 1. Thầy chào Cát Lâm. Hello em. Thầy chào Cát Lâm nhá. Các bạn cùng comment đáp án cùng thầy nhá. Phải comment thật nhanh nhá. Làm sao comment nhanh hơn thầy nhá. Phân bón nào sau đây có độ dinh dưỡng tính bằng phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ? Thì đó là phân đạm chứa nở. Đáp án A. Câu 2, chất nào sau đây thuộc loại hydrocarbon không no? Hydrocarbon nhé, là chỉ có C và H. Không no nó phải chứa nối đôi. Buta 1,3 đen, nó đây. Được chưa? Câu 3, thì STX có tên gọi, thì tên gọi của nó là phenin acrylate nhé. Phenin acrylate, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 4 ạ. Úi dồi, các bạn làm chậm hơn thầy rồi. Các bạn thấy chưa? Khi mà chúng ta dậy sớm, khi mà chúng ta làm thật nhiều thì cái phản xạ của chúng ta tăng lên. Đấy chính là lý do mà thầy luyện phản xạ vào. Và ngày hôm nay thầy cho chúng ta luyện để là luyện mục tiêu 8 cộng. Để làm được mục tiêu 8 cộng, chúng ta sẽ chinh phục các câu lý thuyết dễ và các câu bài tập mức độ cơ bản, mà làm sao nhìn phát bật đáp án luôn. Giống như hôm qua thầy mình ra hóa vậy. Thầy cho Cát Lâm đợi thầy từ đêm qua đến giờ. Thầy còn dạy trong vô thức cơ. Thế mới kinh. Câu 4 chọn đáp án gì ạ? Câu 4 chọn đáp án gì nào các em? Câu 4. Thầy chào Phạm Minh Phương nhá. Hello. Chất béo công thức nào sau đây ở thể rắn trong điều kiện thường? Thể rắn trong điều kiện thường thì nó phải là chất béo no. Đúng không? Nếu muốn là thể rắn ở điều kiện thường thì nó phải là chất béo no. Thì chất béo no ở trong này ta chỉ có một anh là chất béo no thôi, 4A chính xác. Câu 5, chất nào sau đây không có phản ứng tráng ngược? Câu 5, chất nào sau đây không có phản ứng tráng gương? Phải thật nhanh game nhá. Sao nhanh hơn thầy? Nhanh nữa lên game ạ. Chất nào sau đây phản ứng tráng gương? Tráng gương là gì? Glucose có tráng gương nhỉ? Fructose có. Methylformate có. Không nhá, phải gạch chân từ không. Không phản ứng tráng gương. Đó là anh sacrose. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu 6 ạ. Thế mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment ủng hộ buổi học này. Hãy chia sẻ vào hôm nay bởi vì đây là một free. Và cái việc mà các em comment nhiệt tình ấy, đấy chính là một cái nguồn động lực để thì mình có thể live stream liên tục như châu để hỗ trợ cho các em. Như châu chó. Câu 6 á, chất nào sau đây là cấu trúc mạch phân nhánh? Cấu trúc mạch phân nhánh là amylopectin nhá. Đáp án chính xác chúng ta đáp án gì? Câu 7 ạ. Valin. Công thức cấu tạo của valin. Các bạn cứ nhớ V cho thầy, V là 5. Đúng không? V là 5 theo số La Mã mà. V5 vậy nó cứ có 5C là được. Thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 5 đủ luôn. C. Phân tử khối của valin chúng ta bằng 1, 1, 7. Câu số 8 ạ. Phải thật nhanh ạ. Câu số 8. Thầy cảm ơn bạn Thư Thư nhá. Thank you em. Bạn Thư Thư đã tag rất nhiều bạn vào đây. Câu 8. Chất nào sau đây không phải một loại protein? Albumin là protein. Hemoglobin là protein. Keratin là protein. Không phải, nó là glycine. Glycine không phải là protein. Nhá. Glycine chỉ là amino acid thôi. Câu 9. X thuộc loại peptide nào sau đây? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy X của chúng ta thuộc loại pentapeptide. Đúng không ạ? Nó được cấu tạo bởi từ 5 gốc alpha amino acid. Đúng không ạ? 1 gốc, 2 gốc, 3 gốc, 4 gốc, 5 gốc pentapeptide. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Cụ Quỳnh Như à? Ôi gì em? Hello, xin chào tất cả bạn và các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã đến với ngôi nhà của thầy Minh. Thầy Minh Berlin khóa học, ngôi nhà để chiến đấu, để chiến thắng. Hôm nay chúng ta luyện cái bộ đề là thực chiến 8 cộng. Mục tiêu chúng ta là ăn trọn 8 điểm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Rất mong muốn tất cả bạn và các em ủng hộ thầy Minh và đồng hành cùng thầy Minh từ ngày hôm nay đến ngày các em thi. Ok, let's go. Comment nào thật nhanh nhá. Phải thật nhanh. Câu số 10. Vật liệu nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp? Bán tổng hợp là gì ạ? Visco và acetat các em nhé. Bán tổng hợp là visco và acetat. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 11. Ni lông 6 thuộc loại vật liệu polymer nào sau đây? Thì ni lông 6 thì thuộc loại vật liệu polymer đó là tơ. Câu 12. Kim loại nào sau đây thường được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Các bạn lưu ý nhé. Nhiệt luyện thì chúng ta chuyên được sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng đằng sau thằng nhôm. Nên đáp án đúng là đáp án D. 13.
điện phân nóng chảy NaCl ở điện cực cathode thì NaCl này. Điện phân nóng chảy thì mình thu được Na cộng với lại Cl2 đúng không? Thì ở cathode mình sẽ thu được Na. Đáp án đúng là đáp án A. À, cathode ta sẽ thu được Na nhá. Câu số 14 ạ. 14 ạ. 14 nhanh nào các em. 14 các bạn chọn đáp án gì nào? Câu 14 ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ ạ? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ ạ? Kiềm thổ là gì ạ? Lâu nay không rảnh chơi Free Fire, quá quen rồi. Nữa. 15 ạ. Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ngay cả nhiệt độ cao? 15. Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ngay cả ở nhiệt độ cao? Beri đúng không? 16. Nước cứng là nước chứa nhiều ion nào sau đây ạ? Nước cứng là nước chứa nhiều ion nào sau đây? À, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ đấy, thầy lát đấy, tí toang. Kiềm thổ, sorry. Kiềm thổ của chúng ta là gì ạ? Kiềm thổ là bé mang cây súng bắn ruồi. Strong chi. 14 đáp án A các em nhá. Đấy, tí nó thầy toang. 16, cảm ơn các em. May mà thầy có các em. Cảm ơn bạn Tờ Linh nhá. Cảm ơn bạn mhip.com. Mhip.com là tên hay thế. 16, nước cứng là nước chứa nhiều ion nào sau đây? C2 cộng và magie 2 cộng. 17, dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quý tím? 17 ạ. Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quý tím? Thì nó là CH3COH. Đúng không? Làm quý tím chúng ta chuyển thành màu đỏ. 18 ạ, chất nào sau đây là mất màu dung dịch brom? Thì mất màu dung dịch brom trong này thì nó chỉ có thể là HCSO, đáp án C. 19 ạ, công thức hóa học của axit palmitic. Úi giời ơi, palmitic là gì ạ? C15H31COH. Đúng chưa các em? C15H31COH. Vậy pan ở đây nó phải làm sao có 15C? Anh này bỏ này. Anh này bỏ này. Anh này bỏ này, đúng không? Đây 1 cộng 14 là 15. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 19 đáp án A nhá. Rất tốt. 20. Cặp ion nào sau đây không cùng tồn tại? Lưu ý nhá. Cặp ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? Không cùng tồn tại là không phản ứng với nhau. Hay là có phản ứng nhau? Không cùng tồn tại là phản ứng với nhau, đúng không? Anh này tồn tại, anh này tồn tại, anh này tồn tại. Fe3 cộng và OH trừ tác dụng với nhau để tạo thành FeOH 3 lần. Vậy không cùng tồn tại là C. 21. Sen thuộc loại polysaccharide được cấu tạo từ gốc beta glucose. Trong mỗi gốc beta glucose chứa bao nhiêu nhóm chức ancol? Thì beta sen chúng ta nên nó có dạng là C6H7O2 OH tất cả 3 lần, tất cả N lần đúng không? Và mình nhìn thấy là nó có 3 nhóm OH tự do. Vì vậy nên đáp án chính xác chúng ta là 3 nhóm chức ancol OH trừ. Câu 22 ạ. Thì mình rất cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi, ủng hộ cũng như là comment đáp án. Cái việc các em comment đáp án và chia sẻ lại buổi học này, đấy là một nguồn động lực không nhỏ để thầy mình có thể liên tục live stream chiến đấu cùng các em. Thì mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Câu số 22, số hóa của carbon. Anh này dương 4 đúng không? Đáp án đúng, đừng chọn âm 4. D, dương 4. Câu 23. 23 nào. Trong học hữu cơ, hai bạn trong học hữu cơ, phản ứng nào sau đây là phản ứng este hóa? Este hóa là cái phản ứng xảy ra giữa anh axit hữu cơ và anh ancol, đúng không? Trong H4 đặc. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 24. Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit? Chất nào sau đây không bị thủy phân các em nhé? Không bị thủy phân trong môi trường axit. Anh nào không bị thủy phân trong môi trường axit ạ? Triulin thủy phân, sắt thủy phân, sen thủy phân, chỉ có glucose là không bị thủy phân mà thôi. Nên đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. Câu 25. Câu 25 ạ, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn C. Câu 25. Hợp chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ đơn chức? Hợp chất nào sau đây ạ? Thuộc loại hợp chất hữu cơ đơn chức. Lưu ý cho thầy từ đơn chức thì nó chỉ có thể là CH3COH. Đơn chức là có một nhóm chức. 26. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? 26 ạ. Nhanh lên các em. Sáng nay các bạn comment chậm quá. Chắc là dư chấn của từ hôm qua. Đúng không? Chắc dư chấn từ hôm qua. Nghe thầy ráp hóa nên nhiều bạn sốc. Có sốc không? Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Gì ạ? Amylose. 27. Hợp chất nào sau đây là chất béo ạ? 27 ạ. Hợp chất nào sau đây là chất béo? Phải thật nhanh nhá.
Chất béo chúng ta là gì ạ? C17H35CO, tất cả 3 lần C35. Đáp án B 28 ạ. Thầy chào Quang Ngọc Phan nhá. Hello em. 38 ạ, 28 ạ. Phản ứng trùng hợp. Phản ứng trùng hợp được sử dụng để điều chế polymer nào sau đây? Trùng hợp để điều chế polymer nào sau đây? Polyhexamethylene adipamide thì không phải, thằng này nó là trùng ngưng. Ethylene terephthalate cũng là trùng ngưng. Phenolformaldehyde cũng là trùng ngưng. Trùng hợp là gì ạ? Polymethyl meth acrylate. Đáp án đúng đáp án C. Nhá, đi từ methyl meth acrylate. 29. Chất nào xoay tiêu thuộc loại chất lưỡng tính? Chất lưỡng tính là gì ạ? CaLH 3 lần. 30 nào. 30 đâu các em, thầy chào Đoàn Tấn Bình nhá. Hello, xin chào tất cả bạn và các em. Chào mừng tất cả bạn và các em đến với buổi học cùng thầy mình. 30. Quá trình đốt các nhiên liệu hóa thạch đã sinh ra khí, góp phần tạo điện mưa axit. Khí nào trong đây xuất hiện tạo nên chủ yếu gây hiện tượng mưa axit, đó là SO2, đúng không? Nó có tính axit. 31 à? 31 các bạn chọn đáp án gì ạ? 31 ạ. Khẩn trương nào các em, comment liên tục, comment nhanh vào. Đáp án câu 31 ạ. Thủy phân CH3COC65 thì mình thu được gì ạ? Thì mình thu được CH3COOH cộng với C6H5ONA. Đấy chưa? CH3COOH à, không phải CH3CONA và C6H5ONA. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. CH3COONA và C6H5ONA. Ok nhá. Câu 32 ạ. 32 ạ. Wow, 32 ạ. 31C đúng rồi. Chia buồn với tất cả các bạn mà đã chọn đáp án sai nhá. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời. Câu 32 ạ. Tính chất nào sau đây là tính chất vật lý riêng của kim loại? Tính chất vật lý riêng của kim loại nhá. Tính chất nào sau đây là tính chất vật lý riêng của kim loại? Thì tính chất vật lý chung của kim loại là nó được tạo bởi từ các tính chất vật lý chung ấy, của kim loại là nó được tạo bởi từ các cái anh mà electron tự do của anh kim loại. Thì đó là tính khử, đó là tính dẻo, đó là tính dẫn điện. Vậy tính riêng đó là tính cứng. Anh thì cứng nhất, anh thì mềm nhất, đúng không? Câu 33. Câu 33 nào các em, phải thật nhanh nhá. Hợp chất nào sau đây chứa vòng benzen trong phân tử? Anilin đấy. C6H5NH2 đúng không các em? Rất dễ. Ba tự. Phát biểu nào sau đây là sai? Ba tự. Phát biểu nào sau đây là sai? Amylopectin có cấu trúc mạch không phân nhánh, sai, phân nhánh, đúng không? Amylopectin là phải phân nhánh chứ. 35 ạ. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Các bạn lưu ý nhá, nhiệt luyện. Nhiệt luyện là chuyên để điều chế các anh kim loại đứng sau nhôm. A, Cu. Câu 36. Chất với công thức cấu tạo nào sau đây là amin bậc 2? Amin bậc 2 thì nó phải có dạng là R1NH2. Đáp án chính xác là đáp án B. 37. Số nhóm carboxin trong phân tử axit glutamic thì axit glutamic chúng ta có hai nhóm COH và một nhóm NH2. 38. Số liên kết peptide trong phân tử 1 liên kết, 2 liên kết, 3 liên kết, 4 liên kết. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 39. 39 các bạn lưu ý nè. Lysine của chúng ta có mấy nhóm NH2? Lysine chúng ta có hai nhóm NH2. Phân tử khối của lysine, bấm máy tính nào. Phân tử khối của lysine ta có ạ. Lysine phân tử khối 18, số mol 18,25 chia phân tử khối lysine là 146 thì bằng số mol 0,125. Số mol lysine là 0,125. Ta có là 1 lysine ăn 2 HCl. Đúng chưa? Để tạo thành lysine 2 HCl. Số mol vẫn là 0,125. Vậy ta lấy 0,125 nhân với phân tử khối của lysine là 146 cộng với 2 lần cái gốc là 36,5, là 2 lần cái thằng HCl. Kết quả chúng ta bằng 27. À đây, đề bài hỏi là số mol nồng độ cơ mà. Thì 0,125 nhân 2 thôi. 0,125 nhân 2 là ra số mol HCl, đúng không? 0,25. 0,25 mà chia cho 1 thì bằng 250ml. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Ok luôn, ấm luôn các em nhỉ. Nhiều bạn bảo không có bài tập đây. Này bài tập đầy đủ luôn. 40, mục tiêu 8 cộng nhé. Mục tiêu 8 cộng là mình phải ăn được những cái câu bài tập như thế này.
Câu 40 ạ. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em nhanh tay comment đáp án. Đấy, hãy chia sẻ bài học này lại với tường, bởi đây là một học free. M gam glu, 1 glu lên men thành 2 thằng CO2. Được chưa? Hiệu suất 60% 0,6. CO2 sinh ra hấp thụ vào Ba 2 lần dư thì thu được kết tủa BaCO3. Số mol kết tủa nào, số mol kết tủa 35,46. 35,46 chia phân tử khối 197 thì bằng bao nhiêu đấy ạ? 0,18 mol. BaCO3 là 0,18. BaCO3 mà 0,18 thì CO2 là 0,18. Vậy suy ra glu 0,18 nhân 1 chia 2 bằng 0,09. Thuận nhân nghịch chia chia hiệu suất 0,09 mà chia cho 0,09 mà chia cho 0,6. 0,09 mà chia cho 0,6. Được bao nhiêu nhân với 180 các em ạ? Thì kết quả chúng ta bằng 27. 27. Vậy đáp án của thầy trò chúng ta 27 là đáp án B bỏ các em nhé. 27 là đáp án B bỏ. Đấy, Tuyên Dương Phạm Minh Phương, Tuyên Dương Đoàn Tấn Bình, Tuyên Dương BBB, Tuyên Dương Trần Hoàng Pháp, Tuyên Dương Minh Anh là các bạn đã comment đáp án rất chính xác, rất tốt. Các em ạ, thầy trò chúng ta đang chiến đấu cùng với nhau trong chuỗi luyện não sáng sớm, và hôm nay là cái đề đầu tiên để thực chiến 8 cộng. Các bạn cùng chiến đấu cùng thầy Bình nhá. Thầy Bình sẽ sát cánh vừa cùng với các bạn chiến đấu cho đến những ngày cuối cùng. Câu 41. Hỗn hợp Fe và Cu chứa Ag này, Fe này thu được hai chất rắn gồm hai kim loại. Vậy hai kim loại là tính khử tăng dần, vậy nó sẽ là Ag và Cu nhá. Ag và Cu. Ag và Cu. Vậy thì trong dịch không thể chứa FeNO3 3 lần được. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu tiếp theo, câu 42. Trùng hợp buta 1,3 dien với xúc tác của Na, sản phẩm thu được được sử dụng để sản xuất thì chắc chắn ta sẽ thu được cao su buna rồi. Cao su buna thì nó là chất dẻo các em nhé. Đáp án B. 43. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Phát biểu nào sau đây là không đúng? Các bạn lưu ý, không đúng. Các kim loại Na, K và Ba đều phản ứng mạnh với nước. Đúng. Độ dẫn điện của kim loại Cu lớn hơn bạc. Sai. Bạc và lớn hơn Cu chứ. Bộ đội Việt Nam cơ mà. Úi rồi Quang Minh Phạm, Phạm Quang Minh bây giờ mới dạy à em? Dạy muộn thế. 44 ạ. Kim loại nào sau đây ạ? 44 ạ. 42. Ừ, nó là cao su ạ. Sorry, thầy lại khoanh nó chất dẻo. Ừ, thank you các em. Cao su ạ. 42 cao su ạ. 43 ý B. 44, kim loại nào sau đây không phản ứng với H4 loãng? 44, đúng rồi. Kim loại nào sau đây không phản ứng với H4 loãng? Không phản ứng với H4 loãng, nó là Cu. 45. Ni lông 6, đoạn mạch của ni lông 6. Các bạn lưu ý ạ, đoạn mạch của ni lông 6 thì ta sẽ có này. Đoạn mạch của ni lông 6 thì nó sẽ phải có 6C đúng không? Đếm nhá, 5 cộng 1, 6. Để chọn luôn đáp án đúng đáp án B. 46 ạ. Thủy phân nghe te trên trong môi trường NaOH bao nhiêu chất tạo thành dung dịch có khả năng tráng gương? Tráng gương thì phải có đầu HCO một cháo, hoặc thủy phân tạo ra thằng anhydride đúng không? Hai cháo không được. Không được. Không được. Vậy ta chỉ có hai cháo mà thôi. Đáp án chính xác là đáp án B bỏ. Câu 47. Xà phòng hóa một lượng chất béo gồm 47 nào. 47 nào, phải thật nhanh nào. 47 nào. Xà phòng hóa một lượng chất béo gồm 13,26 gram triolin. Triolin. Triolin C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Tristerin C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Được không ạ? Vậy tới đây chúng ta sẽ đi tìm được số mol nhá. Tới đây chúng ta sẽ đi tìm được số mol. Nào, số mol nào. Tính cùng thầy Minh nào các em. À, bao nhiêu ạ? 13,26. 13,26 chia triolin là 884 bằng 0,015. 10,68. 10,68 chia anh này là 890 bằng 0,012. Cộng với NaOH thì thu được xà phòng. Xà phòng đây ạ. C17H33CONa nhân 3 lên là 0,045. Và C17H35CONa nhân 3 lên là bằng 0,036.
Vậy ta sẽ có khối lượng 0,036 nhân phân tử khối 12 nhân 17 cộng 35 cộng 67 cộng với 0,045 nhân với phân tử khối 12 nhân 17 cộng 33 cộng 67 được không ạ? Bằng ạ. Chốt luôn bằng ạ. 24,696. 24,69,66 đáp án đúng đáp án A. Đúng rồi, chất béo tác dụng nào là tỷ lệ 13. Nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A, câu 48. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây. Mật ong chứa khoảng 40% glu, sai. 40% fructose. Glucose tồn tại chủ yếu dạng mạch hở, sai. Mạch vòng. Fructose chuyển hóa thành glu trong môi trường axit, sai. Môi trường kiềm. Sen là thành phần chính cấu tạo nên bộ khung của thực vật. D. 49 ạ. Chất nào sau đây vừa phản ứng HCl vừa phản ứng với NaOH? Thằng C5NH2 là 0 nhá. Thằng 2 này là 0 nhá. Thằng 3 này có. Thằng 4 này không phản ứng với NaOH nhá. Vậy ở đây chúng ta chỉ có một mình anh 3 thôi. Được chưa? Một mình anh 3. Anh 4 này không phản ứng với NaOH. Anh 2 có phản ứng NaOH nhưng không phản ứng HCl. Anh 1 này thì cũng không phản ứng với NaOH. Câu 50. Một đoạn mạch propylene thì có khối lượng là 9240, số lượng mắt xích trong đoạn mạch là, thì propylene chứ là C3H6, tất cả n lần đúng không? Vậy mình đi tìm số mắt xích, mình chỉ cần lấy cái phân tử khối đấy chia cho phân tử khối của một mắt xích là bằng 9240. 9240 chia cho 42 bằng 220. 220. Đáp án đúng đáp án C. Quá dễ. Câu 51. 51 đáp án gì các em? Phải thật nhanh nhé. Trùng ứng hexamethylene diamine với axit adipic thu được polymer X. X là polymer nào? Ni lông 6,6. 52. Có bao nhiêu cặp chất? Có bao nhiêu cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở điều kiện thường? Mg đẩy được Cu 1 chảo. Hg không ăn được HCl. Đúng rồi. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng cơ mà. Fe không đẩy được Zn. KLY không phản ứng nào hết. Fe2 cộng ăn được Ag cộng. Hai cháu. Cu không ăn được Fe2 cộng. Vậy chỉ có hai cháu thôi. Đáp án đúng chúng của chúng ta đó là đáp án D các bạn nhé. Chia buồn với tất cả các bạn đã chọn đáp án sai. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời. Thế mình thấy rằng là rất nhiều bạn chọn phải đáp án nhiễu ở trong cái câu số 52 này. Chia buồn với tất cả các bạn và các em. 52 đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D. 53. Thí nghiệm nào sau đây vừa tạo thành kết tủa vừa tạo thành khí? Đun sôi nước cứng tạm thời. Đúng rồi. Kết tủa CaCO3, khí CO2. 54. Đúng rồi. KLO2 không tác dụng đối với NaOH. Làm sao tác dụng được? 54. Các kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm và chất của chúng có ứng dụng rất lớn trong đời sống và sản xuất. Mệnh đề nào sau đây là ứng dụng của nó là không đúng? Nào, ứng dụng nó là không đúng ạ. Kim loại kiềm dùng chế tạo hợp kim nhiệt độ nóng chảy thấp, đúng. Đá vôi dùng là vật liệu xây dựng để sản xuất. Vôi tôi xi măng thủy tinh, đúng. Thạch cao khan dùng để nặn tượng đúc khôn bó bột, đúng. Phèn chua, đúng, đúng không? Cái nào sai ạ? Không đúng là C. Thạch cao nung chứ không phải thạch cao khan. Thạch cao khan không thể nặn tượng đúc khuôn và bó bột được. Các bạn nhớ kỹ nhá. Câu 55. Câu 55 ạ. Polymer có cấu trúc mạch phân nhánh, sai, polymer này không phân nhánh. Protein bị thủy phân trong cả môi trường, đây là sai này. Acid và kiềm, đúng. ST được điều chế phản ứng ST hóa, cái này sai. Làm gì có ancol để tồn tại? Trivetit hòa tan CO2 là lần dung dịch phức có màu tím đặc trưng, đúng. Vậy đó là sai, đúng, sai, đúng. Sai, đúng, sai, đúng. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 56 ạ. Câu 56 ạ. Cho các mệnh đề sau. Cho các mệnh đề sau. Có bao nhiêu mệnh đề đúng? Dung dịch Na2CO3. Cho các mệnh đề sau. Có bao nhiêu mệnh đề đúng? Dung dịch Na2CO3 có thể làm mềm tất cả loại nước cứng, đúng. Thạch cao sống công thức, sai. Ngậm hai nước cơ. Nhôm được điều chế phương pháp điện phân nóng chảy AlCl3, sai. Hỗn hợp termit gồm có Fe và Al23 nóng chảy dùng để hàn đường ray, đúng. Vậy câu 56 chúng ta có 2 đáp án đúng nhá. Câu 56 á của chúng ta có 2 đáp án đúng, phải không ạ? Hỗn hợp termit có Fe và Al2O3 để hàn đường ray. Hãy cẩn thận, sai đấy. Anh này là sai. Đừng để bị lé. Nó là gồm gì? Al và Fe2O3. Nhục lắm. Đáp án đúng chúng ta phải là 1.
Được chưa? Ok, cảm ơn. Cảm ơn Hải Hậu đã tinh ý nhìn ra. Cảm ơn Nguyễn Dương Tuấn Khoa đã tinh ý nhìn ra. Thầy hỏi, thầy bẫy các em đấy. Rồi, đúng rồi, chính xác. Nên đáp án chính xác ta chỉ có một thôi. 5, 6 chúng ta chỉ có một phản ứng đúng thôi nhé các em nhá. 5, 7, câu cuối cùng của sáng ngày hôm nay. 5, 7. Mỡ lợn đun sôi nhẹ khuấy đều. Câu 5, 7 ạ. Câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Chốt 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 đấy. Sau bước 3 thì thấy lớp chất rắn màu trắng chung với natri axit béo nổi lên đúng. Vai trò nước dung dịch NaCl bão hòa bước 3 để tách muối natri của axit béo ra khỏi hỗn hợp. Đúng. Ở bước 2 nếu không thêm nước cất hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra. Đúng tiếp. Ở bước 1 nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự là sai. Trong công nghiệp phản ứng ở thí nghiệm trên ứng dụng để sản xuất xà phòng glycerol. Đúng. Vậy ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4. Tất cả chúng ta có 4 phát biểu đúng nhá. 4 phát biểu đúng, vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ. Ok. Thực chiến 8 cộng đề số 01 đã xong ở đây. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi, ủng hộ thầy Minh bằng cách là bình luận và comment đáp án. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai lúc 5 giờ 15. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại. Bye bye.